giảm cân giảm mỡ, bụng bé eo thon, lưng nhỏ, đây có phải các điều các bạn muốn không nhỉ? Nhưng không phải ai cũng có được điều này, nên đẹp là một loại tài năng. Bác sĩ sẽ mách bạn 5 thói quen, 5 điều quan trọng cần biết đối với những người giảm cân trong những người mới bắt đầu. Chắc chắn biết điều này sẽ thành công. Cùng tìm hiểu bác sĩ có video ngày hôm nay. Hello, là bác sĩ đây. Chúc các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ và như lệ bác sĩ có kênh fanpage chính thức là bác sĩ và cộng đồng Beauty and Review Cosmetic. Bạn có thể tham gia vào đây để đăng tải và chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cosmetic và hỏi mọi người để biết kênh cách để không gian tốt hơn. Ok, và tại sao lại có video này thì gần đây bác sĩ nhận thấy rằng là qua mùa trung thu và sắp mùa Tết đến thì hầu hết chúng ta gặp phải vấn đề đó là các bạn thừa cân và các bạn tăng cân. Đặc biệt ở nữ thì cái việc tăng cân sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tại sao như thế? Bởi vì là nữ thì cái cân nặng vàng thường là khoảng từ 45 đến dưới 50 cân, 48. Nhưng chỉ cần từ 4, ví dụ các bạn là đang cao 1m6 mà nặng 48 cân là vừa đúng không nhỉ? Nhưng nếu 1m6 các bạn chỉ cần lên 50 cân, tăng 2 cân thôi là nó thay đổi rất rõ. Bởi vì sao? Bởi vì nữ thường có khả năng tích mỡ. Và khi mà tích mỡ quá nhiều, bạn hình dung này, và cái thể tích mỡ thì thể tích mỡ nó rất là lớn. Có nghĩa là khi các bạn chỉ cần tăng 2 cân mỡ thôi thì nó tương đương với khoảng vài cân cơ. Tức là một người tăng 5 cân cơ có khi mới chỉ bằng bạn tăng 2 cân mỡ, thì cái độ phủ của mỡ trên cơ thể rất là kinh khủng. Nên bạn nữ chỉ cần tăng 2 cân thôi là mất tự tin, áo chật hơn, tăng một size rồi. Vậy thì 5 nguyên tắc này là gì? Điều số 1 đó là nhận biết các loại thực phẩm. Và hầu hết các bạn chúng ta giảm cân hay tăng cân đều không biết cái điều này. Bởi vì là nhận biết các loại thực phẩm có nghĩa là bạn cần hiểu là giá trị và hàm lượng dinh dưỡng trong các sản phẩm này. Tuy nhiên thì không phải ai cũng hiểu sâu về phần này được, thì các bạn hình dung sẽ các loại thực phẩm nó cũng phải chia thành các nhóm như sau. Số 1 đó là tinh bột, glucid. Vậy thì các cái hoạt chất, các cái loại mà cung cấp tinh bột, có thành phần bản chất là tinh bột, ví dụ là các loại đường nhanh này, trà sữa này, các đồ ngọt, coca hay là các loại uống có ga, thì nó đều coi là ngọt. Hoặc là các loại thực phẩm đồ ăn khi mà các bạn ăn cho thêm đường thì nó cũng được coi là có đường. Hoặc là các loại mà không có vị ngọt nó vẫn có đường. Ví dụ như là các bạn thấy rằng các loại đường đôi, các loại polysaccharide thì nó cần phải có cái enzyme phân giải thì nó mới thành ngọt được. Ví dụ các bạn uống sữa không đường đi, thế các bạn có tăng cân không? Đương nhiên là có tăng, bởi vì là sữa không đường thì trong đó nó vẫn có các các bạn thể đọc thành phần đây đúng không nhỉ? Đây là một bảng thành phần đơn giản, nó vẫn có ghi là nó vẫn đi là glucid đúng không? Nhưng nó chẳng qua nó không có vị ngọt, nó không phải đường trực tiếp thôi, thì vào cơ thể nó vẫn chuyển hóa thành đường, nó vẫn là đường thôi. Nên các bạn cần phải hiểu rõ là không phải không có đường, không có ngọt là không có đường, mà các loại đường mà nó chưa được phân giải, nó là đường đôi, đường đa, đường đi các bạn polysaccharide, thì nó vẫn không có vị ngọt ngay mà cần có sự phân giải. Thế nên là hãy đọc kỹ cái bảng thành phần các loại thực phẩm đồ ăn nhanh khi các bạn mua, hoặc là các loại thực phẩm bảng dinh dưỡng các loại mà các bạn thường ăn, thì các bạn sẽ biết được là trong đó bao nhiêu gram đường. Thì nếu giảm cân mà không biết đường thì không giảm được. Loại năng lượng số 2 đó chính là protein. Protein chính là các cái có nhiều trong thịt, cá, trứng. Và các loại này gọi chung là đạm. Thì 1 gram protein mà phân giải mà được đốt, được chuyển hóa tối đa đúng không? Thường thu được khoảng 4 kcal. Còn glucid là 3, protein là 4, nó cao hơn một chút. Nhưng hãy nhớ rằng là trong 100g thịt thì trung bình nó chỉ có khoảng tầm 20-30% protein thôi. Không phải là ăn 1g thịt, một lạng thịt là có luôn 100g protein, không phải. Thì có từ 20-30g thôi, nó không phải quá nhiều. Thế nên là hãy đo lường kỹ cái chỉ số này. Và hầu hết các loại đạm thì nó sẽ có ở trong đạm thực vật hoặc là đạm động vật. Ví dụ là đạm ở trong thực vật thì trong các loại nấm này, hay trong các loại rau hay súp lơ nó rất nhiều đạm. Còn động vật thì đương nhiên rồi, các loại thịt đều có protein. Nhóm số 3 là lipid. Lipid là loại mà cung cấp nhiều năng lượng nhất. Thì các bạn có thể đọc thành phần, nó chính là nó ghi luôn là lipid hoặc là axit béo hoặc là cholesterol, thành phần nó đều lipid. Ví dụ các bạn ăn phủ tạng, nội tạng động vật, ruột, ăn lòng non này, ruột già này đúng không, hay gọi là tràng này đúng không, đấy, nó đều có các phần là lipid. Và lipid thì 1g sẽ được thu được là 9 kcal, tức là rất nhiều năng lượng. Nên hãy nhớ rằng là lipid, nhưng cái vấn đề là lipid thì tiêu hóa chậm. Hãy video tiếp theo bác sĩ sẽ chia sẻ tiếp với các bạn làm thế nào để có thể cách ăn giảm cân khoa học. Thì video tiếp theo, những video này là những kiến thức nền tảng thì bạn cần phân biệt rõ đây là 3 nhóm tạo ra năng lượng phổ biến hiện nay chúng ta đang dùng. Ok, điều số 2 đó là thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Nếu bạn giảm cân mà không có thói quen này thì không bao giờ bạn giảm được. Tại sao như thế? Bởi vì là bạn thức đêm thì cái dạ dày mình phải co bóp nhiều, bởi vì thức đêm thì các bạn cần dùng nhiều năng lượng, và thức đêm và đặc biệt là làm việc căng thẳng thì các bạn sẽ càng bị đói. Tức là thời gian khi các bạn ngủ thì cái bao tử mình hoạt động sẽ ít hơn, và nếu bạn thức đêm thức khuya thì dạ dày mình sẽ co bóp nhiều.
làm cho bạn dễ bị đói. Mà dễ bị đói đấy thì bạn sẽ thường vượt qua cái chính bản thân mình. Thay vì các bạn là đi ngủ, bạn sẽ phải đói quá không chịu được, hoặc là bạn có tiền sử dạ dày thì bạn không thể chịu được đâu. Và thức quá 12 giờ là bắt đầu đi ăn tiếp. Thế nên là nếu như đã muốn giảm cân thì hãy tăng thời gian ngủ lên, ngủ nhiều hơn, ngủ sớm hơn và dậy đúng giờ, thì cái bao tử mình hoạt động đúng thời gian, đúng nhịp độ thì không bị đói. Bởi vì bạn sẽ thường bị phạm nhất khi mà bạn quá đói mà không chịu được, đúng không? Nhiều bạn đi gặp vấn đề này thì có thể comment xuống bên dưới xem là đúng các bạn là gặp vấn đề này nhiều nhất không. Vì khi đã không ăn ngủ đúng giờ thì rất khó để giảm cân. Nhớ ăn ngủ đúng giờ. Điều số 3 là chọn một môn thể dục. Ồ, giảm cân có thể không cần tập thể dục, đúng. Nhưng mà nếu bạn không tập thể dục thì cái việc giảm cân nó không còn đẹp như bạn nghĩ nữa. Bởi vì sao? Vì khi bạn tập luyện thì nó sẽ gia tăng khả năng tổng hợp protein, tức là nó sẽ tăng quá trình tích lũy năng lượng vào cơ, thì nó cũng sẽ giúp cho bạn khi giảm cân xong người sẽ đẹp hơn. Điều số 2 nữa này, khi mà các bạn chọn môn tập thể dục thì nó sẽ làm giúp gia tăng sức khỏe của tim và làm cho nhịp tim mình hoạt động một cách đúng đắn hơn. Có nghĩa là bạn giảm cân là bạn vẫn khỏe, và chính việc tập thì nó cũng sẽ giúp đốt một phần năng lượng nữa, tức là nó thúc đẩy quá trình nhanh hơn. Tất nhiên nhiều bạn nói rằng là mình không cần tập nó vẫn giảm được, đúng. Nhưng mà nếu có tập thì chắc chắn là nhanh hơn và đẹp hơn. Nhưng tập thế nào thì video sau chị chia sẻ, vì không phải cứ tập luyện chăm chỉ là giảm cân đâu, mà nó sẽ giảm nước thôi chứ không phải giảm mỡ, nên là mình cần tập những môn để đốt mỡ thì nó sẽ ok hơn. Nên là trong video tiếp theo chị chia sẻ. Ok, và điều số 4 đó là tập tành nấu ăn. Nghe rất là kinh khủng đúng không? Vì hầu hết các bạn chúng ta, đặc biệt tuổi trẻ thì chúng ta dành nhiều gian để đi kiếm tiền và đi công việc, đi làm ăn. Và tuổi nhiều hơn thì lại tập trung dành cho gia đình đúng không? Thế thì các bạn lại gặp phải vấn đề bị tăng cân tự nhiên nhất là trong giai đoạn là các bạn còn trẻ. Còn khi bạn ở tuổi nhiều tuổi hơn, ngoài 30 rồi thì có thời gian hơn. Nhưng cái thói quen là tập tành nấu ăn thì nó luôn cần thiết cho mọi độ tuổi. Tại sao thế? Bởi vì là khi các bạn tập nấu ăn thì các bạn sẽ kiểm soát được cái lượng năng lượng mình nạp vào và chính cái gia vị, cái đồ các bạn nấu. Bởi vì có rất nhiều các quán ăn hiện nay chúng ta cho quá nhiều đường vào trong đồ ăn, thì đây là điều bác sĩ gặp phải nhiều nhất. Chúng ta cho rất nhiều đường, tại sao lại cho? Bởi vì là đường giúp làm gia tăng hormone gây nghiện, có nghĩa là đồ ngọt là có khả năng gây nghiện. Vậy thì khi các bạn ăn rất là nhiều đồ ngọt thì đương nhiên là bạn sẽ cảm giác là bạn rất là thích đồ ăn này. Tất nhiên là đồ ngọt làm cho bạn nhanh chán, nhưng mà nó sẽ kích thích cái gia vị của mình, làm cho mình ăn ngon miệng hơn. Thế thì khi mà các bạn ăn các loại đồ ăn mà được mix thêm đường ở bên ngoài quán ấy, hay là ngoài thị trường, thì chắc chắn là việc giảm cân rất khó, bởi vì đường là cung cấp năng lượng cực kỳ nhanh, rất khó để có thể giảm năng lượng được. Vậy thì nếu như không nấu ăn thì các bạn có giải pháp gì? Điều số 5 là hãy chọn cho mình một quán chuyên về nấu ăn giảm cân. Ồ, đây có phải là một điều rất khó khăn khi các bạn tìm hiểu đúng không? Nhưng thực ra trên thị trường, đặc biệt là khu vực Hà Nội và Sài Gòn, có rất nhiều nơi đã có sẵn rồi. Ồ, tại sao như vậy? Bởi vì là nếu như các bạn không thể nấu ăn được thì hãy chọn những quán mà chuyên đồ ăn như này, vì họ có sự nghiên cứu về dinh dưỡng, sẽ hiểu rằng là nếu cho những cái điều gì vào gây phạm. Nếu các bạn đã chọn các chế độ ăn là no sugar hay no carb thì người ta cũng sẽ làm được cho bạn. Và đương nhiên nếu như bạn có những quán tủ này thì hãy lên cho mình một cái list, một cái lịch kế hoạch để mình đặt có thể order đồ ăn một cách chuẩn. Bởi vì nếu như giảm cân thì nó sẽ cần rất nhiều yếu tố, ngoài sự quyết tâm, kiên trì thì còn sự kỷ luật nữa. Bởi vì nếu như bạn làm liên tục trong một khoảng thời gian thì nó sẽ giúp bạn giảm rất nhanh. Nhưng nếu như bạn mà cứ bữa được bữa cái thì nó không hiệu quả được. Nên thì chúc các bạn hãy có cho mình sự kỷ luật để có thể giảm cân và sẵn sàng đón cái Tết năm 2021 này đầy niềm vui và cơ thể mình đẹp hơn. Và nếu các bạn thấy video clip này hay, đừng quên like, subscribe và chia sẻ, comment xuống bên dưới những điều bạn cần để bác sĩ tiếp tục lên những video cho các bạn. Bác sĩ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.